Hello anh em, hôm nay mình sẽ là người đầu tiên, có lẽ là người đầu tiên trên các kênh về ô tô mà mình sẽ cầm lái thử cái chiếc Hyundai Creta này. Thời gian cầm lái thì có lẽ là sẽ không được nhiều, nên là mình sẽ chia sẻ cái cảm nhận thực tế của mình một cách nhanh gọn nhất. Chiếc Creta mà mình đang chuẩn bị cầm lái này thì đây là chiếc Creta của phiên bản đặc biệt. Đấy, Creta sẽ có 3 bản anh chị em nhé. Nhìn chung thì về hệ thống treo, khung gầm, cái thứ là nó sẽ giống hệt nhau. Đấy. Động cơ máy móc cũng vậy, nó chỉ có một lựa chọn duy nhất về động cơ, đấy là động cơ 1.5 đi kèm số vô cấp CVT. Chính vì vậy thì khả năng vận hành của cả 3 mẫu xe, cả 3 phiên bản nó sẽ là tương đồng như nhau. Khả năng cách âm cũng tương tự như vậy. Và cái điểm mà chúng ta khác biệt giữa các phiên bản với nhau đó là về cái option tiện nghi trong xe thôi. Thì bây giờ mình đã bắt đầu lăn bánh rồi, hiện tại thì cung đường này khá là thoáng đấy. Mình sẽ bắt đầu test thử. Cái cảm nhận đầu tiên thì thứ nhất là về cái tầm nhìn nó rất là thoáng, thứ hai này ghế rất là ôm, vô lăng trợ lực điện nhẹ. Cái này thì phải chạy ở những cái cung đường nó khó hơn chút thì mình mới cảm nhận được sự phản hồi. Hiện tại thì bây giờ mình đang chạy là 40 km/h, mình sẽ tăng tốc dần nhé. Nói chung là nếu để nói về cảm giác bốc thì chắc chắn là không thể bằng Kona được, bởi vì là Kona dù gì cũng là máy 2.0 đi kèm số giao cấp, nó sẽ bốc hơn so với cái máy 1.5 số vô cấp này. Nhưng mà cái cảm giác mình nhận được nó lại rất là mượt, đấy là cái sự khác biệt. Đây có lẽ là cái chiếc xe Hyundai đầu tiên ấy mà mình cầm lái mình có cái cảm giác nó mượt như thế này. Thực sự là đây chắc chắn là chiếc đầu tiên luôn. Đấy, còn khi mà mình tăng tốc đột ngột lên thì vòng tua nó ngay lập tức nó đẩy lên khoảng hơn 6.000 vòng trên phút. Chiếc xe này thì nó sẽ chỉ cung cấp được một cái khối động cơ với 115 PS, tức là tương đương khoảng tầm 113 mã lực thôi. Nên là nếu mà anh em mình cần một cái pha bứt tốc cực kỳ mạnh mẽ thì có lẽ là Creta nó sẽ hơi đuối một chút. Nhưng mà bù lại thì rất là mượt và êm. Tiêu thụ nhiên liệu thì đang thấy báo trung bình là khoảng 7,8 lít cho 100 km. Nhưng mà cái này thì có lẽ là mình nghĩ nó sẽ không chính xác lắm. Anh em cứ mạnh dạn cộng cho mình thêm khoảng 10% đi, thì nó sẽ rơi vào mức khoảng tầm đâu đó tầm 8,5 lít cho 100 cây đường hỗn hợp. Đây là một con số có thể chấp nhận được cho một cái chiếc xe nó cũng có cái vóc dáng nó không nhỏ như thế này. Nhìn chung ở Việt Nam mình ấy thì mình thấy là cái khối động cơ 1.5 đi kèm số vô cấp này nó sẽ đáp ứng được đa mục đích. Mình vừa có thể di chuyển trong phố rất là êm ái, chạy ở tốc độ cao lên khoảng 100-120 km/h. Thì tí nữa mình sẽ để ý thử xem cái vòng tua động cơ nó sẽ dừng lại mức bao nhiêu nhé. Cách âm tạm ổn, mình thấy là cách âm khá là ok đấy. Nếu mà quan điểm cá nhân của mình nhé, mình so sánh như thế này thì không biết là anh em chạy Kia Seltos có thấy không hài lòng hay không. Nhưng mà mình cảm giác được là cái Hyundai Creta này nó cách âm tốt hơn so với Seltos một chút. Nhưng mà mình vẫn nghe thấy một số các âm thanh không thể lẫn vào đâu được. Cái tiếng cái vòm của lốp lên nó vẫn rất là rõ ràng. Bây giờ mình sẽ chạy lần lượt ở các giải tốc độ nhé. Đây là đang nhẹ nhàng đi trong phố 20 km/h này. Điều hòa mình đang để mức nhỏ nhất, mức 2. Đấy, thì anh em nghe tiếng gần như chắc chắn sẽ không nghe tiếng ồn gì đâu. Bây giờ mình sẽ tăng dần lên 40 này. Chạy 40 này. Đấy. Nó không hề có cái kiểu nhỡ chân ga khi mà mình chuyển số. Đấy là cái điểm, một trong những ưu điểm rất là tuyệt vời của cái số vô cấp CVT. Sự khác biệt rõ ràng giữa số vô cấp và cái số có cấp. Bây giờ mình sẽ đẩy giải tốc độ lên đến 60. Đấy. Giải tốc độ 60 này thì có lẽ là cái giải tốc độ mà anh em mình thường xuyên sử dụng nhiều nhất trên chung tất cả cung đường. Vừa chạy qua một số các gờ giảm tốc thì về cơ bản là hệ thống treo trước Mark Wilson treo sau cân bằng của chiếc Creta này nó vẫn đang ở mức tốt thôi. Vô lăng phản hồi khá chân thực nhé. Kể ra mà mình có cầm theo cái máy đo độ ồn thì sẽ chính xác báo cho anh em cái thông số chính xác được hơn. Rất tiếc là quá gấp. Mình đang trên đường chạy ra Hyundai HTC trụ sở chính. Đang chạy 60. Bây giờ thì mình sẽ thử bứt phá lên. Chạy nó sẽ hơi hỗn hào một chút nhá. Anh em nghe tiếng động cơ không ạ? Nó rất là gần. Đấy. Bây giờ đang là 100. 100 như thế này mình thấy là ở cái tốc độ giải 100 mà nó ồn như thế này là khá ok đấy. Mình không hề mở một tí nhạc nào, còn nếu mà chỉ cần mở một chút nhạc có lẽ là sẽ át được hết luôn. Nếu mà mình giữ đều chân ga ở 80 km/h thì vòng tua nó đang chỉ là khoảng 1.600 vòng trên phút. Đây thực sự là một điều tuyệt vời. Cái việc mà vòng tua nó thấp ấy, nó giúp cho chiếc xe nó ổn định hơn và đặc biệt là tiết kiệm nhiên liệu. Đây là những cái điểm rất hay của cái số vô cấp. Nhìn chung thì mình thấy Creta là một chiếc xe lái khá ok. Cách âm tạm ổn, nó xem và nhỉnh hơn một xíu so với Seltos thôi, còn nó không quá xuất sắc. Nếu để so sánh trực tiếp luôn với Hyundai Kona thì mình thấy là cái tầm nhìn của nó tốt hơn này. Cảm giác ngồi cái khoang không gian nó cũng rộng rãi hơn.
ghế thì nó có phần gì đó nó cứng hơn, nhưng mà nó không bốc bằng Kona. Cái thứ hai là mình thấy nó cách âm cũng không tốt bằng Kona đâu. Đấy, nếu anh em nào đã chạy Kona rồi thì mình sẽ có cái sự mường tượng dễ hơn. Tức là nó sẽ nằm ở giữa cái Kia Seltos và cái Hyundai Kona trước đấy. Cái bản đặc biệt này thì về cơ bản mình sẽ không có cảnh báo điểm mù trên gương này, không có phanh khoảng cách, không có giữ làn. Đấy là những cái tính năng mình sẽ bị lược bỏ hơn so với cái phiên bản cao cấp. Nên nếu mà anh em nào cần một chiếc xe mà nó đáp ứng tốt được cái yêu cầu về tính năng an toàn thì có thể cân đối thêm khoảng 50-60 triệu gì đấy thì mình sẽ có được một chiếc xe Hyundai Creta phiên bản cao cấp. Đường này đang rất trống, mình sẽ tăng tốc lại một lần nữa để cảm giác xem như thế nào. Hết ga luôn này. Những cái đoạn ngắt vừa rồi là những đoạn chuyển số đây các bạn. Mới chạy nhẹ có bị vi phạm tốc độ nhỉ? Tính là vi phạm tốc độ không? Đây, mình sẽ liên tục chạy qua những cái G giải tốc độ 90 nhá. Đấy, anh em nghe những tiếng cạch 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 cạch. Vào cua ở tốc độ cao. Khá là vững chắc. Nhìn chung là xe có cân bằng điện tử với hỗ trợ lực phanh khẩn cấp về phân phối lực phanh, thì khi mình vào cua với một chiếc xe nó có trọng tâm khung gầm liền như thế này thì mình thấy là nó không có vấn đề gì xảy ra cả. Mọi thứ nó đều rất là cứng cáp và vững chãi. Ok, hiện tại thì cái Creta này nó đã có mặt tại tất cả các đại lý rồi anh em nhé. Nếu mà anh chị em nào muốn trải nghiệm thực tế thì có thể liên hệ với số hotline mình đã đính kèm trên video. Tốt nhất là khi đi mua bất kỳ mẫu xe nào ấy, số tiền nó không nhỏ, có thể là nhiều khi nó bằng cả một miếng đất này. Nó cũng là cái tài sản đầu tiên mà gia đình mình mua chẳng hạn, thì anh chị em mình nên trải nghiệm thực tế. Còn quan điểm cá nhân của mình thì nếu phải lựa chọn giữa Creta và Seltos ở thời điểm này, có lẽ là mình sẽ nghiêng một chút xíu về Creta, bởi vì mình vẫn tin tưởng vào những mẫu xe nó có cái yếu tố nhập khẩu nhiều hơn. Đấy là quan điểm của mình, không biết các bạn thế nào thì hãy comment xuống dưới nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều và nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video tiếp theo trên Beautiful Car. Xin cảm ơn.